Rồi, chào tất cả các học sinh. Hôm trước cô có đưa một cái video liên quan tới bài số 10, đó là chèn hình ảnh vào tranh chiếu. Và cô đưa cho các em một cái bài tập, đó là các yêu cầu thứ nhất, đó là chép lại nội dung vào vở. Cái thứ hai là làm một bài trình chiếu gồm 5 trang. Và trong cái bài trình chiếu này, ý thứ nhất các em ghi họ tên. Ý thứ hai là các em chèn đối tượng hình ảnh trong clip ad. Và tiếp tục cái nội dung tiếp, đó là các em sử dụng Sharp hoặc là Smart E, các em làm một cái sơ đồ lớp học của các em. Và cái cuối cùng, nội dung cuối cùng mà cô yêu cầu, đó là các em chèn chữ nghệ thuật. Thì trong cái bài tập, cô giao nhiều học sinh hỏi cô ơi, clip ad là cái gì? Cô ơi, Sharp là cái gì? Cô ơi, Smart E là cái gì? Cô ơi, chữ nghệ thuật là cái gì? Thì hôm nay cô sẽ sửa ba cái ý này ha. Trước tiên là clip ad, cái thứ hai là Sharp, cái thứ ba đó là Smart E, và cái thứ tư đó là chữ nghệ thuật. Rồi, bây giờ cô mở trang album lên như thế này. Thì đây là một cái trang chiếu trắng, chưa có gì. Bây giờ các em muốn chèn hình ảnh vô thì các em sẽ vô, đầu tiên là thẻ file, thứ hai đó là thẻ home, và tiếp tục các em nhìn thứ ba đó là thẻ insert. Các em sẽ kích vô cái thẻ insert và các em chọn cho cô picture. Thì picture đó là chèn các hình ảnh ở trong ổ ổ cứng hoặc bộ nhớ của các em, ví dụ USB, tức là những cái hình có sẵn ở trong bộ nhớ. Ví dụ cô vô picture. Rồi cô để hình ảnh ở trong thư mục hình ảnh trong desktop. Ví dụ cô chèn một cái hình ảnh. Rồi cô chèn vô màn hình như này. Thì đây chính là cách chèn hình ảnh vô trang chiếu. Rồi, tiếp tục bây giờ cô sẽ nói về cái chèn clip ad. Thì trong cái PowerPoint, các em vô insert, thường ở trong này nó sẽ có clip ad, và các em kích vô trong đó, nó sẽ hiện lên, nếu là PowerPoint 2010 nó sẽ hiện lên ở cái khung này, đó là khung clip ad, và các em bấm go và các em tìm các cái hình ảnh trong clip ad và các em chèn ra. Còn từ 2016 thì nó ấn cái chế độ clip ad đi. Các em có thể vô insert, các em vô online picture, tức là các em sử dụng dùng quét nha, các em sử dụng quét để các em tìm kiếm. Cô vô insert, cô chọn online picture và cô gõ từ clip ad. Clip ad. Rồi cô chạy. Thì đây là những cái hình ảnh clip ad. Em có thể cách ra cũng được, không sao. Rồi cô chạy nha. Rồi đây là những cái hình ảnh liên quan tới clip ad. Bây giờ ví dụ cô chọn hình ảnh bông hoa hồng, cô insert ra. Cô chọn hình ảnh con, đó là trong clip ad. Rồi cô chèn tiếp, ví dụ một cái hình ảnh tiếp à. Rồi ví dụ như hình ảnh con hình gì đi. Rồi cô bấm insert. Ok. Rồi. Con cá đi, cô bấm insert. Rồi hết con cá chưa, có coi nào. Rồi ok, con cá to quá. Rồi thì đây là những cái hình ảnh cô gọi là hình ảnh trong clip bạn. Rồi tiếp tục, tiếp tục à,
Nội dung tiếp đó, nội dung thứ ba, đó là các em sử dụng Sharp hoặc Smart để chèn sơ đồ lớp học. Bây giờ ví dụ cô muốn chèn một cái sơ đồ lớp học ha. Rồi, cô trang 2 đi ha, cô ghi sơ đồ lớp học. Sơ đồ lớp học. Cô ví dụ vậy thôi. Còn các em về nhà các em làm thì các em làm cho cô đẹp một xíu, ghi đầy đủ vào từ sơ đồ lớp học, ghi tiếng Việt, rồi in màu, in đậm, ví dụ như màu đỏ, in đậm, hay là gì, à chữ hoa, hay là đó, ví dụ như vậy. Rồi bây giờ cô chèn cái sơ đồ lớp học thì các em vô insert, các em có thể dùng Sharp hoặc các em sử dụng gì, Smart E, đây là sơ đồ tư duy. Bây giờ cô dùng Sharp, các em thì đổ cái Sharp này xuống, ví dụ cô chọn hình chữ nhật, cô kẻ ra đây, cô kích trục phải, cô chọn Edit Text, rồi Edit Text, rồi cô bấm từ bàn giáo viên, bàn giáo viên, rồi tiếp tục là cửa ra vào đúng không? À cô tìm một cái gì, tìm một cái Sharp, Sharp đâu rồi, đây Sharp, rồi cô chọn gì, cửa ra vào, cô tìm tìm mũi tên, đây mũi tên, cô kéo mũi tên, cô kích trục phải, cô chọn Edit Text và cô ghi cửa ra gì, cửa ra vào. Các em có thể làm màu hoặc các em chọn màu trắng, các em cái này các em cũng có thể chọn màu trắng. Viền các em có thể gì, chọn viền khác ha, có thể kiểu viền to hơn, đậm hơn. Các em cô chọn đậm hơn ha. Rồi ví dụ vậy. Hoặc màu các em có thể chọn gì, chọn cái màu đó, màu xanh, màu đỏ, màu tím, tùy các em ha. Rồi tiếp tục các bàn khác, bàn học sinh ha, bàn học sinh, cô kéo ra đây cái bàn học sinh, rồi kéo qua cái bàn học sinh trước á. Rồi cô ghi bàn học sinh, bàn học sinh. Rồi cô sẽ kéo các bạn học sinh ra. Ví dụ đây là các bạn học sinh. Rồi các em có thể chỉnh sửa theo ý của các em. Ví dụ vậy, cô chiếu lên, ví dụ đây là một cái sơ đồ lớp học, các em có thể gì, các em có thể làm nó đẹp hơn. Đây là cô ví dụ như vậy thôi ha. Rồi các em về, các em sẽ làm cho cô. Thì đây chính là cái chèn hình ảnh. Và hình ảnh này là hình ảnh, cô gọi là hình ảnh đồ hoa hay là hình ảnh toán học hoặc là Sharp. Thì đó là cái cách mà chèn trong Sharp. Rồi bây giờ cái ý cuối cùng đó là chèn chữ nghệ thuật. Còn cái Smart E này các em có thể gì, kích vô Smart E, các em chọn những cái biểu tượng trong này, các em tùy các em chọn các biểu tượng trong này sao cho nó phù hợp với cái sơ đồ của các em là ok. Rồi bây giờ cô sang cái thứ ba, đó là chèn chữ nghệ thuật. Rồi bây giờ cô chọn cái mẫu bố trí khác ha, layout cô chèn. Rồi bây giờ cô chèn chữ nghệ thuật. Thì cô sẽ vô insert, cô chọn guộc e, rồi guộc e đây, các em kích vô guộc e. Ví dụ cô lấy một cái hình này, cô sẽ ghi là gì, cô ghi vô đó là chào các em thân yêu, hay cô ghi là
Câu thành ngữ cá không ăn muối cá ươn. Cá không ăn muối cá ươn. Rồi, đây là một câu thành ngữ và đây là chèn chữ nghệ thuật. Các em có thể gì? À, các em có thể xem tìm cái kiểu chữ cho nó gì bóng bẩy hơn, các ngang dọc trái phải đó. Các em có thể uốn ngang, uốn dọc, uốn trái, uốn phải, uốn cong. Ví dụ đây cô muốn uốn cong lên một xíu à. Đó. Thì có gì? À, cá không ăn muối cá ươn. Rồi, ok. Thì đây chính là chèn chữ nghệ thuật. Vậy các em đã hiểu được Smart Air, Sharp, chữ nghệ thuật và Clip Air chưa? Rồi các em sẽ, ai mà chưa làm được thì các em sẽ về nhà làm tiếp cho cô cái bài hôm trước cô cho các em về nhà làm bài tập. Rồi hôm nay các em sẽ làm học bài mới cho cô ha. Rồi bài mới các em sẽ ghi vào vở cho cô là bài thực hành số 7. Trong cái bài thực hành số 7 này các em ghi cho cô bài thực hành số 7 trình bày thông tin bằng hình ảnh. Rồi các em ghi bài thực hành số 7 trình bày thông tin bằng hình ảnh. Trình bày thông tin bằng hình ảnh. Rồi, các em hôm nay trong cái bài thực hành này các em sẽ thực hành cho cô bốn cái nội dung chính. Nội dung thứ nhất đó là chèn hình nền cho chân chiếu. Thì đợt học trước các em đã được học cách chèn hình nền vô chân chiếu rồi. Nếu em nào quên thì các em sẽ nhìn lại cho cô ha. Cô sẽ thao tác cách chèn hình nền vô chân chiếu. Cô đưa con chỏ tới vị trí trang cần chèn. Rồi cô kích chuột phải. Cô chọn format background và cô chọn solo fill, đó là gì? À, cái màu nền đơn sắc. Rồi cô chọn solo fill, chọn màu nền đơn sắc ha. Hoặc chọn gì? À, chọn garden fill, đó là màu chuyển sắc ha. Cô kiếm cái màu chuyển sắc. Rồi chọn. Rồi ok. Và cô bấm apply to all, tức là gì? À, thực hiện cho toàn trang chiếu. Khi cô bấm apply to all thì sẽ thực hiện cho toàn trang chiếu. Thì đây chính là cách chèn cái màu nền cho trang chiếu. Bây giờ cô kích chuột phải, cô chọn new size đó. Thì tất cả gì? Cái trang chiếu đều cùng một cái màu nền. Vậy là ý thứ nhất các em đã hiểu chưa? Rồi các em sẽ về nhà xem lại cho cô chèn cái ảnh nền, tức là hình nền vô trang chiếu. Rồi nội dung thứ hai đó là chèn hình ảnh. Vừa cô nói cái cách chèn hình ảnh rồi. Và trong cái chèn hình ảnh thì các em phải biết được cách thay đổi vị trí rồi kích thước của hình ảnh để cho cái bài trình chiếu nó trở nên đẹp hơn. Và các em cũng phải biết được cách mà thay đổi cái lớp của hình ảnh. Rồi bây giờ cô sẽ nói về cái thay đổi vị trí, kích thước và cái lớp của hình ảnh. Bây giờ cô mở cái trang chiếu đầu tiên lên. Trang đầu tiên lên. Cô có ba cái hình, các em có thấy cô có ba cái hình không? À, cô để như thế này thì trông rất là gì? À, rất là khó coi. Cô phải để làm sao đó gì? À, nó đẹp hơn. Ví dụ con cá nằm ở gì? Nằm ở dưới nước đi ha. Cô cho con cá nằm ở dưới nước nó nhỏ hơn. Bông hoa hồng để gì? Để ở gì? À, bông hoa hồng để ở ngoài đi. Rồi, thì đây có thể là gì? Cô di chuyển đưa bông hoa hồng sang trái qua phải xuống dưới ha. Thì đó là cách di chuyển gì? Di chuyển vị trí. À, hoặc là cô gọi là thay đổi vị trí. Còn kích thước tức là sao? Kích thước tức là phóng to, thu nhỏ. Cô có thể phóng to con cá này ra, thu nhỏ con cá này vào. Thì các em nhìn cho cô, khi cô đặt con chỏ vô con cá như thế này, nó có 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cái tròn tròn này, nếu các em thì kéo theo cái đường này đó, có thể kéo sang ngang, kéo sang dọc đó. Còn gì? Cái này các em có thể kéo qua trái, kéo qua phải. Còn nếu các em muốn kéo đều hai bên thì các em sẽ đưa con chỏ vô cái góc mà gì? À, ở cái góc góc bốn cái góc này ha. Cái cô sẽ đưa một cái góc kéo ra thì nó sẽ kéo đều, tức là kéo đều cả chiều rộng lẫn chiều dài. Đấy, các em hiểu cái cách mà gì? À, phóng to thu nhỏ hình ảnh chưa? À, ok. Vậy tức là thay đổi kích thước của gì? Của hình ảnh. Rồi, bây giờ cô nói tiếp về cách thay đổi nốt của hình ảnh. Rồi, thay nốt tức là sao? Ví dụ đây, cô có cái hình ảnh và con cá này, thì con cá nó nằm trên cái hình ảnh. Các em có nhìn thấy con cá nằm trên hình ảnh không? Nếu cô đưa cái gì? Đưa cái bông hoa hồng này vô thì sao? À, các em nhìn con cá nó nằm trên cả bông hoa hồng. Vậy là gì? Hình ảnh thứ nhất nằm ở cuối cùng. Hình ảnh thứ hai đó là gì? Bông hoa nằm ở thứ hai và con cá nó nằm ở trên cùng. Bây giờ cô muốn đưa con cá xuống cái vị trí cuối cùng, tức là lớp cuối cùng, thì cô sẽ kích chuột phải của con cá. Cô chọn gì? Cô chọn cái từ center trên picture. Đây các em nhìn thấy từ send to back, tức là đưa con chỏ xuống. Xuống thì có hai cách xuống, tức là xuống một lớp hoặc xuống gì? À, xuống cái lớp cuối cùng của trang gì? Của cái hình ảnh. Rồi, bây giờ cô bấm vào từ send to back. À, nó xuống cái lớp và cô à, đó, đó là lớp cuối cùng của hình ảnh. Còn nếu cô bấm gì? Send, đó đã xuống lớp cuối cùng rồi, không thấy đâu rồi. Cô gì? Nếu cái này, cái bông hoa hồng này bây giờ đang ở trên cùng, cô muốn nó xuống cái lớp gì? Lớp thứ hai thôi, thì cô gì? Cô kích chuột phải, cô chọn send to gì? Background, thì nó xuống cái lớp thứ hai. Còn nếu cô muốn xuống lớp cuối cùng thì cô kích chuột phải, cô chọn send to back, tức là nó sẽ xuống cái lớp cuối cùng. Và nếu cô muốn con cá này, con cá này à, con cá cô muốn, các em có thấy nó ở dưới không? Bây giờ cô muốn nó lên trên thì cô gì? Cô kích chuột phải, cô chọn bring to front. Nếu mà bring to front tức là nó lên một cái lớp trên cùng, còn bring forward tức là nó lên trên một lớp. Thì nếu mà có ba hình ảnh đó, con cá của cô đi đâu rồi? Đây con cá đây đó. Cô kích chuột phải, cô chọn bring to front, tức là nó sẽ lên cái lớp trên. Nó ở dưới. Cô kích chuột phải, cô kích chuột phải này, cô chọn kích chuột phải, cô chọn bên chu phon thì nó sẽ lên trên. Bây giờ con cá nó sẽ ở trên gì? Trên cùng đó. Tức là các em có thể thay đổi cái vị trí, kích thước và cái lớp của gì? Của hình ảnh. Vậy các em hiểu chưa? À, vậy hôm nay các em học thêm cái là thay đổi kích thước, vị trí và cái lớp của hình ảnh. Bây giờ con cá ở trên cùng đó, cô muốn xuống dưới, cô send to background. À, nó xuống một lớp, xuống một lớp, ấn đi một lớp rồi đó, thấy không? Ấn một lớp rồi. Vậy là các em hiểu hai cái cách thay đổi này chưa? Rồi, hiểu rồi thì ok. Bây giờ sang tiếp tục cái nội dung thứ ba mà các em thực hành ngày hôm nay, đó là áp dụng cái mẫu bố trí. Thì cái mẫu bố trí hôm trước các em biết rồi ha. Các em kích chuột phải, các em chọn layout, và đây là các mẫu bố trí. Các em có thể chọn những cái mẫu bố trí sao cho thích hợp. Ví dụ như cái trang này cô gì, cô chọn mẫu bố trí theo gì? À, theo hai cột, tức là đó. Thì đây là tiêu đề và bên đây là hai nội dung trái và nội dung phải.
Thì các em hiểu là mẫu bút chì là như vậy. Rồi tiếp tục sang cái thay đổi vị trí các trang chiếu. À, bây giờ sang cái thay đổi vị trí các trang chiếu. Rồi bây giờ các em nhìn cho cô. Trang 1, trang 2, trang 3, trang 4, trang 5, trang 6. Bây giờ cô muốn trang 1 nó nằm ở cuối, trang 2 nằm ở số trang số 5. Thì thay đổi sao? Các em có thể đưa con chó tới cái từ size sorter này. Sorter này, các em kích vô đây. Thì đây là những cái trang chiếu mà các em có. Các em có thể thay đổi, các em nhấn chuột vào vị trí cái trang cần thay đổi. Ví dụ cô muốn cái trang số 1 chuyển vô sang cái chỗ phần số cuối cùng đi, thì cô kéo trang 1 tới cái phần cuối cùng, tức là trang số 6. Trang 2 về trang số 5, cô kéo trang 2 sang trang số 5. Nếu cô muốn trang 2 vô trang thì trang số 1 này, cô muốn vô trang chuyển sang trang số 3, cô kéo trang 1 chuyển vô trang số 3. Thì đây đó chính là cách sắp xếp trang chiếu sao cho phù gì? Phù hợp. Vậy là bốn nội dung này, 1 2 3 4, các em đã hiểu chưa? Nếu các em hiểu rồi thì các em sẽ viết cho cô vô tra vào vở bốn cái nội dung mà các em cần thực hành này, và các em sẽ thì các em làm cho cô thực hành. Thì các em mở sách giáo khoa ra cho cô trang bài tập. Bài tập về nhà. Thứ nhất, đó là các em mở sách giáo khoa trang 98, sách giáo khoa trang 98. Rồi, các em làm cho cô 8 cái trang chiếu giống sách giáo khoa ha. Trang chiếu trang 1 Hà Nội, trang số 2 là nội dung, trang số 3 là vị trí địa lý, trang số 8 là văn miếu. Các em sẽ làm cho cô. Làm 8 trang chiếu. Làm 8 trang chiếu hình 3.41. Sách giáo khoa trang 98. Và các em lộp qua mail cho cô ha. Lộp, nhớ cho cô là lộp qua mail. Qua mail cho cô. Và các em nhớ là các em ý, ghi cho cô chú ý trang cuối cùng. Các em ghi cho cô tên lớp học và ghi cho cô là cái ngày các em nộp, ngày nộp. Rồi bài hôm nay kết thúc ở đây. Cô chúc các em học bài tốt và sớm nộp bài cho cô. Tuần nào các em sẽ nộp bài tuần đó, tuần này thì sang hạn cuối là tới thứ tư tuần sau các em sẽ nộp bài cho cô. Rồi, chào thân ái các em.